Thưa quý vị, mèo là vật nuôi của nhiều gia đình, thế nhưng nhiều người lại có quan niệm rằng mèo là tiểu hổ và thường sử dụng thịt mèo vào dịp cuối năm để đuổi vận xui. Tuy nhiên, việc ăn thịt mèo cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, nhất là việc khi giết mổ thịt mèo vẫn còn bỏ ngỏ. 145 con mèo còn sống, 347 kg thịt mèo vừa bị công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện trên một chiếc xe tải. Các đối tượng khai nhận số mèo trên được chở đến tỉnh Bình Dương để tiêu thụ. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện tại nhà của một hộ dân ở thành phố Sa Đéc có 290 con mèo còn sống, 207 kg thịt mèo đã làm sẵn trong tủ đông. Tất cả đều không được kiểm dịch. Đối với trường hợp giết mổ động vật là chó mèo thì không nằm trong quy định về kiểm soát giết mổ, nên không thể áp dụng các quy định về kiểm soát giết mổ để xử lý vi phạm hành chính, mà chỉ áp dụng các biện pháp tiêu hủy số sản phẩm động vật là chó mèo đã giết mổ. Theo các bác sĩ, người ăn thịt mèo có nguy cơ bị mắc bệnh dại và nhiễm giun sán. Tuy nhiên, quy định về kiểm dịch mèo chưa có nên việc xử lý những trường hợp giết mổ loài động vật này gặp rất nhiều khó khăn. Đơn vị cũng sẽ tiếp tục kiến nghị với Cục Thú y và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có những cái văn bản hướng dẫn sâu hơn về cái việc kiểm dịch vận chuyển cũng như là kiểm soát giết mổ chó mèo. Đồng thời thì cũng sẽ có cái văn bản để gửi cho các cái chi cục chăn nuôi thú y các tỉnh bạn để phối hợp trong cái việc là tăng cường cái công tác kiểm dịch. Hàng trăm ký thịt mèo này nếu không được lực lượng chức năng phát hiện sẽ bị đem đi tiêu thụ. Chúng có mắc bệnh hay được giết mổ hợp vệ sinh không thì cũng chỉ người bán mới biết. Trong khi quy định về kiểm dịch chưa có thì người dân nên hạn chế sử dụng thịt mèo để bảo vệ sức khỏe của bản thân.